Hai chào cả nhà mình nha. Thì cái con khú bạc má mà hót giọng với ẹt hôm qua thì mình lúc mà mình mới vừa đăng lên thì có người bắt rồi ha. Thì không phải là mình đăng lên để mình câu like hay câu view gì đâu, thật sự mà nói đó, là con chim đó hót dở nên người ta mới kêu mình bán giá đó. Và mình cũng chia anh đó là anh ở trên Tây Ninh, anh chạy xuống anh bắt luôn. Thì anh gọi anh chốt, thì nói chung là mình nói rồi, cứ ai mà mình đăng á thì ai gọi trước bắt trước. Chứ còn cái việc mà anh em hỏi không mà nhắn tin hay gì kia nọ thì thật sự mà nói là hôm qua thì mình vừa đăng xong, sau đó mình nghe điện thoại xong là mình chốt rồi, là mình nghỉ trưa luôn á. Cho nên là mình mấy cuộc gọi sau nhiều anh em gọi hỏi thì mình không có trả lời, tại vì mình đã bán rồi, cho nên là mình cứ nghĩ là sẽ không còn nữa, mình sẽ không có nghe máy. Thường thì ngủ trưa là mình sẽ tắt điện thoại mọi người, mình để chế độ im lặng cho nên là mình không có nghe anh em gọi. Với lại là hai cái con lửa hôm qua mình có quay á, có nhiều anh em chắc sẽ không coi được, cho nên là anh em chịu khó anh em coi nó nằm ở phía cuối cuối á giúp mình ha. Thì hai con đó là một con thì nó đuôi dài tầm khoảng cỡ 13 hơn hay nhiêu á mình không nhớ, nhưng mà nó bị so le. Còn một con thì tầm khoảng 12 mấy thôi, gần 13. Thì anh em nào thích thì cứ tới nhà coi rồi bắt ha, còn không thì hôm qua mình có quay video á anh em xem rõ, còn không thì tí mình sẽ gắn lại cái video đó ở phía sau này một xíu cho anh em xem hơn là nhìn rõ hơn ha. Với lại nó nằm trong OV á cho nên là mình quay cũng không rõ một xíu. Còn cái này nữa là con hồ mi mình nó đã đẻ rồi ha, thì hiện tại thì toàn là anh em dặn miệng không à, mình đã nói trước rồi anh em dặn miệng thì sẽ không có chim ha. Thì đối với những là dặn miệng thì cứ ai tới trước mình bắt trước thôi, chứ còn nếu mà anh em muốn giữ chỗ thì anh em chịu khó anh em cọc mình sẽ đợi ha. Thì nó mới vừa đẻ là bữa nay là quả trứng đầu tiên á. Còn cái ổ khú của mình á thì chắc chắn là nó 5 trứng nở 4 rồi, còn cái trứng hồi kia hôm qua là coi như là nó dẹp luôn rồi. Xíu mình sẽ đặt cái máy mình quay cái con hanh tước của mình, thì hanh tước của mình nói rồi, chim không là 1,2 triệu, còn lung lòng là 1,6 triệu ha. Anh em nào hết thì tới nhà coi bắt. Thì nói chung là cái con này thì mình đảm bảo với anh em là nó hót hót suốt luôn á, hót cả ngày. Và cái con thú da bò này cũng vậy, mình đảm bảo mình bao với anh em ha. Hiện tại bây giờ nó hót giống như video đó, và một cái nữa ha là nó mình bao với anh em là khi mà căng lửa nó sẽ hót hơn như vậy nữa, cánh nó sẽ hơn như vậy và đuôi nó cũng sẽ hơn như vậy luôn. Nó giờ nó đuôi nó chỉ xè rồi, nó không có bung hết ra nang được nhưng mà khi nó căng lửa lên nữa nó sẽ lên nữa ha. Và một cái này nữa nè mình cũng chia sẻ với anh em luôn, có rất là nhiều người xin video của mình. Và một cái nữa, mình thường thì mình rất ít khi nào mình cho video trực tiếp lắm, mình chỉ có cho những cái video gọi là mình đăng trên YouTube mình đăng lại, và người ta hỏi mình cái như thế này là mình cũng nói luôn ha. Anh em hỏi mình sao không bao giờ là mình cho cái video là gốc của mình đâu nha, để tránh trường hợp là anh em lừa đảo thôi chứ không có gì hết á. Mình không muốn là những cái video của mình để thành những cái video cho người khác lừa đảo. Thật sự mà nói hồi trước á là mình không có nghĩ đến trường hợp là người ta lừa đảo hoặc lấy video của mình là họ cắt và họ zoom cái ảnh lên, và sau đó thì sau này thì mình thấy rất là nhiều, cho nên bây giờ là mọi người thấy thường ở trên góc góc trái màn hình á, anh em sẽ thấy là số điện thoại của mình, tên của mình, và lâu lâu những cái video mà những con chim của mình á nó sẽ mình sẽ chèn ở chính giữa là tên của mình trong đó ha. Mình thường hay để là Trung Chim Bình Dương để vô để cho đó anh em có thể là anh em nhìn thấy, và sau này người ta sẽ không có bị, nói chung là người ta sẽ không có lấy video của mình ăn cắp được. Nên những cái video mình gửi cho anh em cũng như thế, là mình chỉ có là gửi những cái video từ những cái clip mình đăng lên YouTube rồi mình chia sẻ lại cho anh em xem thôi, chứ còn anh em xem mà video mà coi mà để mà quay trơ trơ như vậy mà gửi cho anh em thì không có ha. Trừ những anh em nào mà mua chim của mình á thì tất nhiên là mình sẽ gửi ha, còn những anh em hỏi thì mình sẽ không bao giờ mình gửi kiểu đó đâu, để tránh trường hợp đó. Cho nên là anh em thông cảm giúp mình ha, dù mình biết anh em là rất là muốn xem những cái video như thế nhưng mà mình không có nói mình chia được ha, lỡ biết đâu thì nói chung là phòng bệnh hơn chữa bệnh ha, để cho những anh em khác khó và tránh ha. Đây thì lại con đó nè ha, con chim con thì nói chung là tùy con thôi, mỗi con mình sẽ đều phải tập như thế này thì mấy con kia mình tập không được, cứ lên dây mình về cái nó nhào xuống đất, nên là tùy con, không phải con nào cũng tập được đâu. Thì đây là con bọ đây, cái lồng này lồng hôm qua mình bắt cái con mà khú quạt má mà nó hót giọng về vô đây nè đó, thấy không, lông còn nguyên xinh hết. Còn con khú này hiện tại bây giờ thì mình đã đút giới nó ăn ok rồi.
qua nó sang tay qua mình nè. Mình đang cầm cái cây gậy quay nên đó mọi người thấy không? Nó sang qua da này qua kia. Thì nói chung mình tập cái này cũng khá là dễ. Khi mà lên trên đây á, mình bắt đầu muốn cho ăn thôi, chứ không phải là nó không tính. Thì anh em nào nhà nhà có chim con, anh em nuôi rồi anh em sẽ biết được là nó dễ tập hay là khó tập kiểu nào. Đây, mình ra nắng mình quay nó sẽ khác hơn lúc nãy mình quay ở trong nhà. Đó rồi ha. Đây, mình quay một con chim con mình trước ha. Mà nó nằm trong góc này không bị thấy được. Còn trống thì nó nổ luôn mắt rồi, nó chuẩn bị rớt lông rồi. Con trống này nè, con cha nó, con cha 25 mẹ 15 7 bông luôn á. Cha nó 25. Con này là anh em với con bỏ lọt đợt trước không rồi. Đây là con máy này ra đây nè. Đó, máy nè. Rồi ha. Cha của con máy này nó chỉ có 22 thôi, mẹ nó thì hồi đó là 13 năm. Thì cái ổ này hồi trước á là mình bán cho anh ở ngoài Vũng Tàu rồi, bán cha mẹ nó, đợt đó mình có hành lý. Thì đuôi nó như tầm 12 mấy, đuôi vẫn còn nha. Thì nói chung con này anh em giờ trống mà chưa 25 anh em phải vô ghép được ha. Nó chưa rớt đâu, con máy này thì chưa rớt nhưng mà con trống mình nó rớt rồi. Đây, con máy này nó đúng vậy nha. Thì con máy này thì nói chung là dáng dốc nó đẹp lắm, đứng tướng thì dáng cao lắm đó. Con này cho nó vừa nói anh em là thôi là để ở ngoài kích trống là nó khá là ok. Mình đem ghép với con chim 40 triệu của anh Trí anh mua của người ta. Nói chung là con này anh Trí anh bị gạt. Cái con mà bữa mình anh Trí anh đưa mình đem về để mình nuôi á đó. Đó mọi người ha, nó sao lẻ hơi nhiều một xíu, nó sao lẻ cũng phải là một xăng á. Mình nhớ bữa còn cộng 13 mấy, cộng 12 mấy à. Còn máy mà con máy này nó ok, anh em bỏ vô lục anh em đi quánh được. Nhưng mà nó nói với mình ghép AV rồi, anh em về anh em cũng phải là giật lại ha, chứ không có liền được đâu. Cái này mình chia lại nha, chứ không phải là như anh em nói là chim hết xíu quách rồi thanh lý mà bán rẻ ha. Hồi này không có rẻ đâu ha. Nói chung là nó sẽ cao hơn con hai cái con hồi bữa. Cái con kia là mình bán 600, và hai con này thì 1 triệu một con ha. Anh em ơn thì tới nhà coi bắt. Chim thì mình bao anh em là mắt mũi móng mỏ còn nguyên ha, không bị mắc mát gì hết ha. Nếu mà có mắc mát thì mình sẽ báo lại sau ha, tại vì ở trong này mình cũng không bắt ra rồi, mình cũng biết nữa. Dạ mỏ sao quá.